Thịt nó. Đúng rồi, bẹp bẹp bẹp. Bụp bụp bụp. Đấm cho nó không trượt phát nào đi. À, quay lại xịt ông à. Mày chết đi. Chết chết chết. Chết đi cưng. Đúng rồi, bốn phe phái chuẩn chuẩn chuẩn. Nếu mà nói chủng tộc thì không đúng lắm, nhưng mà nói phe phái thì hợp lý. Đợi tí anh em, đợi tí nó loading map này load hơi lâu. Nó nặng mà. Kept you waiting. Vote. Everyone can vote. Set your difficulty. Tất cả mọi người đều có thể chọn cái độ khó cho game. Easy thôi. Mẹ ông kia ông chọn exam ạ. À, vãi lằn. Để mẹ hát đã khó rồi còn exam nữa. Nay chơi những map gì anh? Hôm nay nhiều anh chơi những cái map ít ít chơi. Nay chắc chơi những cái map ít ít chơi. Vừa vào đít luôn á. Chắc là ông vừa chơi map gì ông chưa reset vua rồi. Có vẫn đít á. Cái map này không biết chơi chết nhanh mà. Tí chết là chơi một ván Black Forest nữa nghỉ. À không phải nghỉ mà đổi dạng map khác chơi. Xây. Cái này xây chung ấy, cái này xây chung ok. Xây chung hợp lý. Fang teleport. Hồi xưa chơi full cốt truyện không biết người cá chủng tộc gì á. Chủng tộc F. Naga là chủng tộc F. Đo. Và teleport. Break. Food. Đây là 10. Có một số sự kiện bị xóa trong game do cốt truyện được update. Đúng rồi. Cốt truyện của Warcraft trong giai đoạn vài năm vừa rồi ấy, nó sửa lại cho hợp lý hơn. Bởi vì cái đợt gần nhất ấy là cái đợt ra bộ phim Warcraft ấy, là bộ phim điện ảnh ấy, chuyển thể từ game ấy, là từ khi đấy trở đi là bắt đầu cốt truyện nó cập nhật lại một cách nó chặt chẽ với nhau hơn, nó khăng khít với nhau hơn, để cho người xem có một cái gì đó nó cảm thấy nó trọn vẹn ấy, kiểu dạng đấy, nên là Blizzard mới làm như thế. Như thế là đúng, bởi vì một cốt truyện ấy, nó game đi nữa hay là phim đi nữa thì nó cần gắn kết và chặt chẽ với nhau. Đấy là một cái điểm hay. Chứ chuyện hay là game một kiểu xong lại phim một kiểu nó không hợp lý lắm. Một trăm. Ready to work. Has sleep dulled my senses. Okay. Ready to work. What? Hush the Rodanador. It shall be done. For Kalimdor. For Kalimdor. Mắc. Đó, cái này hình như không cần xây đo rồi. Quân nó đánh. Chăm. Barak thì xây ở đây. Job done. Chào Như Lai à. Hush the Rodanador. Chào Cái Văn nha.
Giờ ai rảnh đọc nữa ông? Kênh coi tóm tắt của bọn nước ngoài nếu ông IQK sẽ tự suy ra phần còn lại không? Tôi thì tôi sẽ đọc chắc chắn rồi. Riêng về phần cốt truyện của World of Warcraft là tôi sẽ đọc. Bây giờ đọc tóm tắt thì nó cũng nhiều tình tiết hay mà anh em bỏ qua, ví dụ như những pha combat để khẳng định sức mạnh chẳng hạn. Anh em mà đọc tóm tắt thì anh em mà không đọc tóm tắt thì anh em chỉ biết là cái thằng này đánh thắng thằng này thôi chứ đéo biết thằng này nó sức mạnh như thế nào. Bỏ qua những cái đấy không nên. Anh em phải đọc thì anh em mới biết được những cái hay đấy. 600. The land and I are one. Our allied town is under siege. It shall be done. Hôm nào làm lại ván á, tí chơi luôn mà. Tí chơi Black Forest luôn mà. Thấy lúc ấy anh em có bảo phiên bản mới ra tí chơi luôn. Anh ơi sao quả mặt anh ghép vào logo Frozen nhìn khắm thế á? Kệ mẹ nó chứ em. Quan tâm làm gì em? Anh làm cái đấy chủ yếu để cho nó vui thôi. Anh biết rồi, anh biết là Lone Walker về cốt truyện Warcraft rồi. Anh đang muốn là đọc cái phần cốt truyện về phần tiểu thuyết đấy, cái tiểu thuyết của Warcraft ấy, cái tiểu thuyết của Blizzard phát hành ấy. Từ trên trang chủ thì phải, trên trang chủ Warcraft có, Warcraft có phải. Beginner. More number. By the great winds I come. More gold is required. By the great winds I come. Our allies town is under siege. For Kalimdor. Anudora. For Kalimdor. I'm here to help. Ra đây coi. Marine 100 tài nguyên. Have us. I'm on the job. Repair building. The land that I have won. Their sleep dulled my senses. Our allied town is under siege. It threatens these lands. Ashtarodala. Is there blind pity? Ok. I stand for the light. I'm on the job. I on the job. Jump. Job done. Tôi chỉ đọc sách được nếu bọn Blizzard in ra sách thì thoảng 30. Thực ra in ra sách ấy nó là một cái gì đó nó là một cái gì đó bình thường thôi, nhưng mà để mà nói ấy, thì thực ra là những cái thực ra cái tiểu thuyết ở trên cái trang chủ của World of Warcraft ấy, cái tiểu thuyết đấy là cái tiểu thuyết mà nó gọi là nó đầy đủ nhất rồi, nó đầy đủ nhất rồi, cho nên là mình cũng không nhất thiết là cần phải tiểu thuyết hẳn quyển đâu, bởi vì tiểu thuyết hẳn quyển thì nếu mà có thì chắc chắn là mình sẽ mua, mình mua để ủng hộ, để mua để có cái để làm kỷ niệm rồi, cái đấy nó mang tính chất kỷ niệm hơn, dành cho fan hơn, chứ còn mà để tìm hiểu ấy, thì cái thông tin ở trên trang chủ của nó là chính xác thôi. Hồi xưa tôi cũng có cái suy nghĩ là đợi bao giờ ra tiểu thuyết chuyện để tôi mua tôi đọc luôn một thẻ, nhưng mà không, nói chung là mình tìm hiểu thì mình nên tìm hiểu từ dần dần, ít ra cái nguồn mình tìm hiểu nó là nguồn chính thống, chứ nó phải, nó không phải là nguồn ấy là được rồi, miễn sao là nguồn chính thống thôi. Anudora. Okay. Our allies' town is under siege. I'm on the job. I'm on the job. Con này không biết mua được bao nhiêu ta? I'm on the job. The land and I are one. 200. Our allies' town is under siege. Ôi chết mẹ rồi, hết đào gỗ rồi. Cool rocket update là 5 oil à? Đấy. Job done. Our allied town is under siege.
đọc quyển, thực ra đọc quyển nếu mà ra quyển ấy thì tôi nghĩ nó cũng nó sẽ chọn lọc những cái tình tiết hay nhất để nó cho vào, để nó thành một cái tiểu thuyết trọn vẹn. Nhưng mà đợi đến cái lúc đấy, nếu mà nói đợi nhá, không biết đợi bao giờ. Tốt nhất là nếu mà tôi tìm được cái nguồn nào nó mà phải gọi là đầy đủ, nó không mức phải 100%, nhưng mà ít ra nó phải cho mình những cái thông tin nó không được thiếu sót nhiều cái cho lắm. Thứ nhất thà mình không hiểu còn hơn mình hiểu sai hoặc là mình hiểu không đúng, nó không hay. Nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện với nhau chẳng hạn, mình đi offline mình nói chuyện với cốt truyện World Up chẳng hạn, mà cái đoạn đấy mà mình không biết rõ mà mình ngồi nói với nhau nó sai, nó gây sự nhầm lẫn nhiều cái, nó không hay. Tốt nhất là mình làm về chủ đề nào thì mình nên tìm hiểu nó chính xác và ngồi chính thống. Tôi sẽ cố gắng tôi tìm cái nguồn nào mà nó tỷ lệ chính xác nhiều và nó dễ hiểu nhất để tiết kiệm thời gian. Cái đấy thì tôi cũng muốn thôi, nhưng mà hiện tại tôi vẫn đang trong giai đoạn mà chưa bắt đầu. Jonai ở Jonai đấy cũng lưu rồi, anh chưa đọc. Anh đang tìm hiểu xem Jonai đấy với cái cốt truyện World Rap nó khác gì nhau không. Cái chỗ cốt truyện của World Rap ấy nó có khác gì nhau không? Cốt truyện ở trên cái ấy. Anh không biết anh em mà đã đọc cả hai chưa. Nếu mà đọc cả hai rồi thì có thể cho tôi ý kiến xem là anh em cảm thấy thế nào. Chào Lâm Tại à. Đọc hết từng nhân vật á? Thực ra không phải đọc hết từng nhân vật đâu, mà là ví dụ nhá, Titan bao gồm những thằng nào, sức mạnh của con Titan đấy nó như làm sao, nó có thể làm được cái gì, và sự kiện nào tạo ra con Sagerat, và con Sagerat nó giết những cái Titan nào và sức mạnh của nó như thế nào. Cái đấy mình phải biết chứ, đúng không? Chứ mình chỉ biết Sagerat là mẹ con chùm thôi. Ngoài sức mạnh hủy diệt ra thì đéo biết cái gì hơn. Thế thì làm cái gì? Lúc nói chuyện có gì đâu để nói. Sagerat là tôi đọc qua thì nó là một trong những mấy Titan đấy, không nhớ là không nhớ tất cả là bao nhiêu Titan, nhưng mà nó là một trong những con Titan và nó ác, nó ham muốn sức mạnh và nó trở thành Sagerat và nó giết tất cả các Titan khác, và từ đấy nó là Sagerat thôi. Chứ còn anh nó cũng là một Titan mà nó ham muốn sức mạnh, nhưng phải nó ác, nó ham muốn sức mạnh xong về sau nó hủy diệt mọi thứ để bằng mọi thứ để nó có sức mạnh. Cái nút nào để cắm cờ vô mấy cái, ấn nút shift nhau, ấn nút shift trên bàn phím ấy, ở trên nút control ấy, nút dài dài ấy. Mấy cái feed đó lên wiki đọc á. Thực ra là lên wiki đọc cũng được thôi, nhưng mà đấy là với trường hợp mà ông đã biết tất cả những nhân vật nó bao gồm những nhân vật nào và có những cái lớp nhân vật nào và có kiểu xếp theo loại sức mạnh của nó bao nhiêu rồi, thì lúc đấy ông tìm kiếm nó sẽ dễ. Cảm ơn Nguyễn Quang Di nhá. Chứ còn đây là mình chưa tìm hiểu về thì mình phải tìm hiểu, thứ nhất là mình phải đọc về cốt truyện của nó đã chứ, thì mình biết là có những lớp nhân vật nào hoặc là có những cái sự kiện gì xảy ra, sau đó mình sẽ tìm những cái thông tin chính xác hoặc là chuyên sâu theo. Nhưng mà mình còn chưa biết, ví dụ mình không có keyword thì mình search kiểu gì, tôi hỏi ông thế, đúng không? Đây là ít ra mình còn tìm hiểu, mình còn biết Sagerat là ai, nó là chùm, mình còn biết tên của nó là như nào để mình search. Chứ bây giờ mình không đọc, mình còn không biết tên, không biết có những nhân vật nào tên nó là gì thì search bằng cái gì. Anh Cường nhà anh bán rượu à? Không, nhà anh không bán rượu. Nhưng mà em đang định bảo là em sai anh rồi, đúng không? Thực thể mà mạnh nhất bây giờ chắc là The Void. Không biết là sau The Void có ai khủng hơn hay không. Thực thể mạnh nhất bây giờ chắc là The Void rồi. Tôi có đọc qua là hiện tại bây giờ là The Void là khủng nhất. Đúng rồi. Nói chung là cốt truyện ấy thì với tôi ấy, cốt truyện hiện tại tôi chỉ nắm rõ phần cốt truyện của World Rap từ lúc mà Human và Orc đánh nhau thôi, xong đến hết World Rap 3 thôi. Cốt truyện phần campaign nói riêng ấy
đấy là phần cốt truyện chính thống của Warcraft, ở một nhánh nhỏ của Warcraft. Còn cái thế giới của Warcraft ấy, tôi gọi là newbie cũng không sai. Áp nhà, bà quên. Quên không áp nhà. Ủa con hồi máu của mình một con đâu rồi? Đấy, mình mua hai con mà, sao một con nó mất rồi? Áp cái súng ra. À, chạy đến đây à? Thế sao chạy đến đây luôn? Áp cái trụ đã. Xây cái gì tăng phút á? Xây cái nhà power. Power plant. Override. Combat center. Lại con bài này gõ nhanh đấy. The land and our allies' town is under siege. It shall be done. Hold jump. Something is upgrading. Teleport. Chắc phải mua con repair ra để nó sửa đó. Ba cái. Một, hai, ba. Đọc 100-200 chương truyện tàu bình thường đọc vui lười. Ôi đấy là tại là đấy là do ông chưa đủ đam mê thôi. Tôi mà một khi mà tôi đã có thời gian thì tôi ngồi tôi cày hết. Bao nhiêu tôi cũng cày. Bởi vì đọc tiểu thuyết ấy, cái hay của tiểu thuyết ấy là nó dẫn dắt, các tình tiết nó dẫn dắt một cách nó từ từ. Nó không kiểu dạng một món ăn nhanh, anh em hiểu không? Cái hay tiểu thuyết nó hay ở chỗ đấy. Nó phải là một món ăn nhanh, anh em ăn phải ăn từ từ. Ăn kiểu ăn chậm nhai kỹ ấy, nó sẽ ngon hơn và nó sẽ thấm lâu hơn. Đấy, chậm. Thiền. Hai trăm. Update là 600 cả. Càng. Ủa. Cái thằng repair của mình đâu á? Cho này ra đây coi. Nhà chính nó up. Khó phết nhỉ. Còn con hồi máu nữa. Ok. Có vẻ ổn áp rồi đấy. 14 phút nữa. Chào tất cả anh em nha. Anh em nào vừa mới vào xem thì chào anh em. Chào anh em chung đi nhá. Chơi game nó hơi khó, tôi phải tập trung một chút. Farm mạnh á. Oi là 500 đúng không nhỉ? Xây nhà oi cái. Cái map gì mà giờ mua ấy mấy hôm xem thấy hay. Cái map đấy hay mà, tôi chơi tôi còn thấy hay. Cách chơi mấy thể loại Tower Defense ấy nó hay. Nó lại có một chút team fight ở đấy nó hay. Oh,
Thằng đất dẹo cho anh chả biết, anh không để ý. Sao không thấy ông chơi với map thủ giống chôn nhỉ? Nó có nhiều thể loại map mà ông. Ra giúp đỡ rồi anh em cái 700. Xây hai nhà. Ô, hết mẹ tài nguyên rồi. Cái này không xây được thêm nhà thịt nhỉ? Bằng chỉ còn cách nâng cấp thôi. Brizet làm Chronai là để người chơi không phải tìm hiểu quá nhiều về những sự kiện diễn ra trước từ rất lâu, để họ tập trung vào những sự kiện đang diễn ra. Hay. Comment của ông chất lượng ấy. Vì cái comment của ông mà tôi sẽ thử đọc qua Chronai trước. Đợt trước thì hình như ông cũng bảo tôi đọc Chronai rồi thì phải. Tôi vẫn chỉ xếp mà thôi, tôi chưa đọc. Nếu mà ông nói thế thì tôi sẽ cân nhắc về cái việc đọc Chronai trước để xem Chronai nó có thiếu sót gì với cái cốt truyện World Rap mở đầu không. Tôi thử đọc qua xem. Cảm ơn của ông chất lượng đấy, mặc lại thông tin hơi hữu ích ấy. Xây thêm cái trụ góc này nữa. Mình sẽ mua thêm mấy con hút máu, à mấy con hồi máu ra là nó hồi. Con này đào đấy. Engineer 300 rocket. Factory 5 oil à, chưa có tiền. Đo không cần này. Repair for exchange range. Nhìn. Xây cái này trước đi. For Kalimdor. Lâu lên oi chứ nhỉ? Đổi cả. Mấy nhà này rộng đấy nhỉ? Mình xây nhà hơi ngu rồi phải. Hello, chơi xong nhớ hot nhé. Ta đã xây con repair 1k ở đây cái. Đó, repair cả khu này luôn. Cái này chỉ nên xây cái missing gun này thôi. 200. Oi, chắc tao rồi. Chăm. Hấp oi lên cả. Sạp oi lên này nữa. Ok được. Đọc vãi đái.
100%. Heavy defense. À, heavy này ngon này, mấy con heavy này đép bot ok đấy. Ăn đâu cái gì cơ. I know Donna. Our allied town is under siege. Our forces are under attack. Our Shtetlgov upgrade complete. For column. Bắn zombie kìa, bắn zombie kìa. Bên này ông, bên này ông không áp trụ à? Áp trụ lên đi chứ. Áp trụ lên để nó bắn. Ô ô ô ô ô. Tôi cứ bị đỏ thế đéo rồi. Ô cái con xây của mình sao lại chạy ra ngoài này? Cứ tưởng con này con đấy của mình cơ. Thảo nào cứ thấy đỏ, cái đó kiểu gì? Cứ a u đéo biết ở đâu. Ôi thay quần báu á. Bốn trăm. Mấy con này chạy ra ngoài coi. Chúng nhà làm cái gì? Phải đâu vãi. Ô ô ô, cái gì đây, cái gì đây? Dính độc. Ui, dính độc. Đừng gấp đây, vẽ liền dính độc. Factory. 30 hit point. Unlock out of fire. All unit tower. Cái độc này nó đau phết nhỉ. Không phải đau phết mà đau vãi lìn luôn. Còn có hai con hồi máu là mua thêm con hồi máu à. Mày oi. Big to death. 5 oi, 600. 6% đam. Physic to death là cái này là to death đúng không? À đâu đéo phải, cái này đéo phải to death. Attack Morai, Heavy Water. Mua bằng 2 oil luôn à? Vậy là mua thử con à? Loại đam nhưng mà không biết nó có... À trụ chắc không phải là sát thương vật lý đâu nhỉ. Trụ nó là đam tay dài mà. À trụ là sát thương vật lý mà nhỉ. Đạn là đạn này có phải là... Đúng rồi. Trụ là sát thương vật lý mà, physical mà up lên tăng phần trăm cả. 60. Để tăng phần trăm cho trụ à. Để tăng công trình này. Check the lead. Phải tăng hết lên. Research
I'm all geared up. Advanced Sandit and Technology. Advanced là cái nào? À cái này à? 20. Đắt phết à? Bắn đi. Hết quân rồi đấy. Mua thêm quân ra đi. Hết quân rồi kìa. Sao lính nó chạy ra đầu này này? Đầu kia hết lính rồi nó chạy ra đầu này à? Cho lính ra ngoài đi. Avatar Đam 34. Ơ sao lúc ấy mình tăng cái physics đam rồi mà con này lên đéo lên đam nhỉ? Vẫn một này. Cái này tăng physics mà. À đây à, đam unit đây. Lúc đấy mình tăng nhầm. 1k cả. Lại dính độc à? Đứng một chỗ coi. Up thêm cái này tăng đam cho lính bắn. Nhưng mà mình đang thiếu lính. Ủa con này mua bằng 4 luôn này. Cho mobility. Tên lửa à? Cái này xây được thêm oi này. Mình có nên về nhà để xây thêm oi không? Mình có thể bắn đầu đau phết nhỉ? Spec Orc Medic. Ủa con Orc Medic lại ngon hơn. Lên rồi nè. Lên hẳn trụ xịn luôn, bắn cho nó phê. Cái gì đây, cái gì đây? Thôi con này cứ đứng trong này, đứng trong mà bắn. Tay dài mà. Ủa trụ cuối rồi này. 13. Ui gì 6 đồng nó bắn kìa. Ui gì 6 đồng này. Bắn phê không. May quá đổi sang ấy nó không bị lỗ. Đổi đi đổi lại nó không bị lỗ. Còn để trâu thế. Lâu quá. Mấy cái map survival chơi lâu mà. Đam cần nhiều oi quá nhỉ. Tôi về tôi xây thêm oi cái. Thiếu oi quá. Về sau cần nhiều oi nhỉ? Sau cần khá nhiều oi. Mua lính đi up đam lên.
lính áp đam lên. Bot chuẩn bị cắn quét hết à? Sắp đến turn bot rồi à? Vô lính. Mua nhiệm vụ của mình là mua mấy con KV thôi. Cái gì đây? Tự nhiên đỏ, tự nhiên xanh lè hết cả lên. Bây giờ chỉ mua con bằng oi thôi. Hai mẹ oi. Chạm update nữa. Bây giờ để update oi, update. Ba mươi second một oi và một phút được ba. Nó thêm một phút vẫn ngon hơn, vẫn được nhiều oi hơn. Xanh lè dính độc, biết rồi. Nhưng mà nó cứ báo xanh lè, khó nhìn hơn. Lầm một ca. Ui bot này. Ui bot to thế. Bắn bot. Có tên lửa không? Ra tên lửa ra. Đéo tới à? Ồ tới. Ui tên lửa hạng. Tên lửa tầm xa gan vẽ rồi. Tên lửa xuyên lục địa. Bắn bot đi anh em. Con nào đam to bắn bot đi, đừng bắn bot đi. Con lăm này, con này đam to rồi, đừng bắn bot. Con nào đam to rồi, bắn bot hết. Chạy. Sợ bot AG mà không phải skill à? Skill hết. Không skill tí chủ quan, không skill lại thua. Lúc đấy khóc đều ai thương đâu. Ô chết bot rồi à? Thằng lính của mình đâu á? Nó độc vẫn cứ đứng đấy bắn. Tài thật. Thế sao thằng này chạy ra ngoài? Chăm. Không biết còn bao nhiêu phút nữa nhỉ? Còn bao nhiêu lâu nữa? Bao nhiêu lâu nữa thì hoàn thành được? Cái map này không có thời gian nhỉ? Bây giờ mình mới để ý. Phải giết hết boss trên bản đồ á. Làm nào để giết hết boss bây giờ? Ui, dưới này xây vãi đái luôn. Teleport. Lại xanh lè ở đâu ấy? À đứng sửa trụ à? Thế ở sao đứng sửa trụ? Cái bọn này chết nó nhả độc ra khó chịu vãi đái luôn thề. Độc thì đéo đau đâu. Nhưng mà nó cứ xanh lè lè khó chịu vãi. Phá mẹ mà cái này đi. Cho rộng đất. Hai mươi ba.
cái này thỉnh thoảng mình đéo nhìn thấy lính của mình đâu nhá. Kiểu lính mình nó màu nó hơi nhạt màu ấy. Không để ý. Làm cái barrack á. Hình như chỉ xây được một... À, xây được thêm rồi nhỉ. Làm thêm cái barrack đây. Hợp lý em ạ. Làm thêm cái barrack nữa là hợp lý. Ui, dưới này đông chưa? Ui, nhẹn 300k máu ơi. Vãi lì. Chào Skyfall nha. Dưới đây anh em vẫn đép vẫn bật cứt phết nhỉ. Ôi, vẫn có thể xây thêm oil này. Chắc là tôi sẽ đầu tư tôi xây thêm oil mới được. Xây thêm oil. Để mẹ luôn đây. Ui, Mati Shot này, Howe này, mua hai con này ra khủng bố luôn. Ui, ngon chưa? Fire. Súng phun lửa, ngon. Một thằng nữa, thằng nào nhỉ? Đây à? Thằng cầm hai súng. À, hai thằng này, hai thằng này. Thằng này có skill. Bắn hai tia à? À. Nhưng mà nhìn nó khủng bố vãi đài luôn. Giết xong con đó hết boss win rồi. Giết xong con nhện này là win á. Xong rồi này, ông này ông giết xong rồi này. Dưới nó mạnh mẽ nhỉ. Ở trên này tiền tuyến vững chắc này thì hậu phương thì cũng phải thế nào ấy. Thôi xuống giúp hậu phương tí. Sao khiêm chó điên chạy đi đâu đấy. Ủa nhẹ nó bắt đầu nó kéo đến đây này. Vãi lìn. Lủng mẹ nhà rồi. Con bỏ mẹ rồi. À. Ủa nhẹ nó chạy nhanh thế. Lên quân. Gọi quân nó đánh. Ủa đéo gì hết. Bắn tên lửa. Láo à. Láo nhà mất thầy giáo à. Chạy đi đéo đâu này. Mẹ chạy ngu thế. Bắn chết nó đi anh em. Tao nhà áo phán xe. Hai ba cơ. Đồng vãi lìn. À. Tắt tự xử nhà dân á. Ờ đúng, quên mất.
mua thêm mấy con medic mình này cả. Anh em, ôi ok, ông có skill tàng hình ở chạy nhanh với đái. Ui, hết nhẹn chưa? Mua mấy con hồi máu khủng này ra cả. Còn 3 con luôn. Ủa, tự nhiên giật giật. Cái gì ấy? Bây giờ mới ra bốt à? Tự nhiên giật vãi lìn luôn. Hiện tại trên bản đồ còn hai căn hai cơ sở có căn cứ lớn nhất trên bản đồ này. Chỉ còn hai cơ sở thôi. Jump. Đứng hết ra ngoài coi. Bộ quân chính bị đứng trong rồi. Đây nó bảo mình rồi. Hai tư à. Đứng đây rồi. Đứng chia ra đứng. Zombie giờ nó lại lên đây tập trung trên đây à? Lại phải lên đây à? Lại phải thay đổi chỗ à? Thôi mấy anh chui trong nhà hộ em cái, em mua mấy anh hơi tốn tiền đấy. Mấy anh vào nhà mấy anh đứng hộ em cái nào. Chạy lăng sang sang tí để mất tiền. Chẳng. Lính binh thì đứng trong nhà rồi. Xoắn. Vào nhà hồi máu đi coi. Chạy vào đây này. Mỗi người lại to quá đéo vào được à? Vào thay nhau mà vào. Mình đứng đây cho lan toàn. Update thêm đam cả. Factory. 33 nữa, đắt thế. Lính bao nhiêu đam rồi? Ui, lính đam to lắm rồi. Và đây là Easy Mode Upward khi zone nó yếu sinh lý. Ván sau chơi Black for Z rồi. Chơi một ván thôi. Ở chỗ này bịt kín này ra kiểu đéo đi. Có thể mở cái cửa này ra được không? Có thể mở cái cửa này ra, mở cái cửa xanh này ra để đi lên không? Mở đi, ui thế đéo mở ra để chạy lên. Mất công chạy này. Cứ mở ra để cho quân đứng đây đã. Đam quả nữa là... Ui, mắc đam rồi à? Mắc đam mẹ rồi. Up máu vậy. Up đam lửa vậy. Đam lửa là bao nhiêu? 10 à? Rồi.
Thế làm sao vẫn cứ đứng ở chỗ độc à? Lên hết trên đây đừng đấy. Dàn quân ra. Đấy, đội quân tôi hùng hậu chưa? Hiện nay mà thua nữa thì thôi đấy. Upgrade complete. Fast oil. Ra vào đây á, vào đây là thành zombie lướng luôn. Zombie ăn thịt nướng zombie luôn. I am ready. What is your wish? Okay. Cái gì? I am ready. Lui hẳn ra ngoài này. Đứng hẳn đây luôn. Đứng hẳn mẹ ra ngoài cổng luôn này. Quân khỏe đứng mẹ hẳn bên ngoài luôn cho nó nhanh. Đấy. Dàn quân ra bắn hết cả thế giới đi. Dàn quân xong cái này luôn. Dàn đều đều ra. Lính tớ đông lắm. Nhà tớ chả có gì ngoài lính đâu. Mua thêm này. Cho hẳn ra ngoài luôn. Up lên tài nguyên cả. Up lên thêm lính. Mua thêm lính để dẹp loạn bản đồ mới được. Nâng vua lên đi á. Anh em ép lắm đấy. Nó vừa bị nhảy stream phát. Nó vừa bị nhảy phát. Cứ chơi đi không sao. Nó nháy mà. Hit boy rồi. Ammo. Mày có cần xây thêm oil nhỉ? Xây mẹ thêm oil đi. Xây thêm oil đi bây giờ. Xây oil càng nhiều oil thì update mua quân nhiều oil cho khỏe. Không giết được con dân này nhỉ? Nó đứng mất chỗ của mình. 28 thôi. Để 20 oi cộng 1 kagu unlock hết một lần luôn anh. 20 oi á. 1 kagu á, anh mua lâu rồi. Anh up lâu rồi. Mắc oi luôn à? Ừ đấy, mắc oi luôn à. Lấy ở không có chỗ, tiết kiệm. Rồi, mắc oi đấy. Giờ anh chả có gì ngoài điều kiện em nhìn quân anh xem. Ui quân dưới đây nhiều không kém. Quân anh giờ nó vãi lì lắm. Nó phải là tầm cỡ giải ngân hà rồi. Golden Galaxy rồi em. Chứ nó không phải là trên mảnh đất tí hon này đâu. Up dam lên cho khỏe. Up dam cầm máu lên. Đây là Captain. Sau là mấy bọn tôm tép. Mấy bọn tinh ăn bù làm. Captain đứng giữa. Xịt lửa đây em. Hai tay hai súng. Ok luôn. Giết bot á? Biết bot đâu mà giết. Bây giờ đi tìm bot à? Đây để cho quả đội quân tinh nhuệ này. Cho quả đội quân tinh nhuệ đi giết bot nhá.
Đấy, cho quả đội quân tinh nhuệ đi tìm boss. I'll check it out. Nhưng mà zombie thường thường nó sẽ ở đâu? I'll check it out. I'll take care of it. Ui, xuất hiện ra cái là chết hết luôn. Đam to lắm. Mình có thể dẫn cả hai tiểu đoàn à ừ đúng rồi. Dẫn cả hai tiểu đoàn đi không? Cái này mắc là bao nhiêu quân nhỉ? Mắc là 100 quân à? 3. Cái bit boy đó. Tiểu đoàn 307. Đi dẹp loạn nào. Rồi. Chỗ nào có zombie chỗ đấy hãy gọi bộ binh tinh nhuệ này đi giết hết nào. Ơ có thể camera zoom được à? Bây giờ mới biết luôn. Thề. Đáng nhẽ nó phải có một cái địa chỉ gì đó để cho mình đi giết boss chứ nhỉ? Nó lại đéo có địa chỉ ở đây. Làm sao mà mình đi giết được? Ok. Sounds interesting. I'll take care of it. Sounds interesting. Quên mất. Nó đi cả bản đồ rồi không thấy con boss ở đâu à? Anh em dẫn quân đi tìm boss đi. Dẫn quân đi tìm boss đi xem boss đâu giết cái. Có cái gì up nốt đi anh. Đây anh cũng up gần hết rồi. Up những cái quan trọng thôi. Cái không quan trọng thì up làm gì. Đâu nháy ở đâu ấy. À bot. Ăn đâu này. Zombie mech này. Giết. Đây cho hẳn tiểu đoàn. Cho hẳn mẹ đại đội chính đi luôn nha. Chính đi giết luôn. Bắn mấy con zombie đuổi kìa. Thịt nó. Đúng rồi, bẹp. Bụp. Đấm cho nó không trượt phát nào đi. Quay lại xịt ông à. Mày chết đi. Chết. Chết đi cưng. Láo nháo phá xe hả. Nổ à. Game lại dễ thế à? Át đủ. Xong rồi à? Ui. Đúng là easy.